Trưa nay, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đến bếp ăn tập thể của công ty trách nhiệm hữu hạn Dinexto Shop Việt Nam, khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, kiểm tra chất lượng bữa ăn trưa dành cho công nhân. Công ty Dinexto Shop sản xuất thiết bị đo chính xác, thiết bị điện tử, thành phần cơ động là nơi đang có 4.600 công nhân làm việc. Riêng ngày hôm nay có khoảng 1.200 công nhân. Sau khi tham quan nơi sản xuất của công ty, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tới bếp ăn tập thể, nơi có hàng trăm công nhân đang dùng bữa trưa. Đây là một công ty tự tổ chức bếp ăn tập thể dành cho công nhân tại thành phố. Đại diện doanh nghiệp nói rằng mỗi ngày bếp ăn nấu khoảng từ 5.500 suất ăn, giữa ca phục vụ công nhân với giá đơn là từ 15.000 đồng trên một suất ăn. Toàn bộ nguồn nguyên liệu của bữa cơm hàng ngày do các đơn vị có uy tín cung ứng và được kiểm soát chặt chẽ trước khi chế biến nhằm đảm bảo sức khỏe cho công nhân. Phó Thủ tướng tới tận bàn ăn hỏi thăm công nhân dùng bữa có ngon không, thức ăn có hợp khẩu vị hay không. Các công nhân đã vui vẻ trả lời Phó Thủ tướng. Qua kiểm tra nguyên liệu, thực phẩm và quy trình chế biến thức ăn cho công nhân ở khu vực bếp, Phó Thủ tướng tỏ ra khá hài lòng khi công ty này đã có trách nhiệm chăm lo bữa ăn cho người lao động. Tiếp đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tự lấy cho mình một suất cơm mà các công nhân đang dùng, có giá 15.000 đồng với cơm, thịt kho đậu phụ, rau luộc, canh bầu và món tráng miệng rồi ăn cùng hàng với hàng trăm công nhân. Vừa ăn, Phó Thủ tướng vừa khen ngon, nhất là món canh bầu. Sau khi dùng hết phần cơm đã lấy, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mang chiếc khay đựng cơm ra khu vực rửa để dọn. Theo Thủ tướng, sức khỏe của công nhân lao động vô cùng quan trọng. Do đó, việc chú trọng tới bữa cơm của công nhân là điều rất cần thiết. Phó Thủ tướng đánh giá cao khi công ty lo cho bữa ăn của công nhân đầy đủ, giống như lo cho người trong nhà của mình. Chủ đầu tư lo cho công nhân như là lo cho người trong gia đình mình. Kêu là hôm nay để nè, chỉ cần ngày nay kiểu là bộ xúc cái đồ đấy, mi tà là hôm qua cây xa để mà quốc can của nhà sản phẩm men đồ mi tê của đây được rồi, hôm tôi đi của đây xin được. Vinh dự.